Quý vị ơi, ngày hôm nay em ghé căn nhà của chị Duyên ở nè quý vị ơi. Hello người đẹp. Hello Bình Định dấu yêu. Hello everybody. Nãy giờ chị đi đâu mà em ghé em chờ chị 10 phút mà chị mới về vậy? Đi giao rau. Rau rau hả? Rau rau. Mà sao còn nguyên vậy, bị bơm hả? Rau nhút rồi hết rồi mà rau muống thì còn. Rau muống thì còn hai. Hai bịch. Thôi bây giờ. Còn tới hai bịch luôn hả? Ừ. Rồi đất ơi, bán ế sầm lụ rồi. Sầm lụ bà con ơi, ai ăn ủng hộ rau muống em với nha. Rồi rau muống non quá trời nè, rau muống xào tỏi ok luôn á. Rau muống xào tỏi nhức dắt nhức con mắt, nó mù con mắt. Sẽ gọn ghẻ thôi. Ở đây xóm trọ dạo này đông lắm nha quý vị nha, tầm khoảng 10 hộ đó. Lúc trước có 2-3 hộ à. Thế thì bây giờ đi về. Ủa bình bát quá trời nè, ta chín luôn kìa. Trời sao lưng lên vườn mai nè. Thôi mình. Thôi. Nhận nằm cỏ mai đi mà thôi chắc người ta nằm hết rồi. Người ta nằm hết rồi quý vị ơi. Ngồi ra tâm sự đi. Buồn quá quý vị, đau mặt nó sưng. Nó xỉa nên vậy đó chứ đâu có phải. Em mà có tiền là em đi làm ra cái gì đi căng trẻ quá đi làm cho nó đẹp chứ đâu có phải mình. Ủa rồi rốt cuộc cái mặt của chị bà sệ là do thuốc hay là do chị thẩm mỹ? Có ai đồn chị nó là thẩm mỹ cái mặt? Không ai đồn mà cái clip lên thiện lên nói là thì làm YouTube thì em cũng hiểu rồi. Thì mẹ hot boy Canada bơm mặt chảnh chẹ. Mình không buồn thì thôi chứ tự nhiên cái cô đó cô vô ví dụ cô thấy mình trẻ đẹp ra thì cô cũng mừng cho mình đi á. Cô cũng hỗ trợ giúp đỡ 2 triệu cái nút cháu nó đau đó. Xong rồi cô mới đòi lại. Cô nói tôi cho tiền đi chữa bệnh cho con đi chữa bệnh chứ không phải là cho tiền đi thẩm mỹ viện. Nói quý vị ơi bây giờ này răng cỏ nó đau nó nhức bị nó có tuổi rồi mới nữa là cái chuyện đau đớn thì chẳng có ai tránh khỏi hết đó. Đâu có ai mong muốn mình đau đớn đâu mà rốt cuộc là không có vụ bơm mặt đúng không? Chỉ có anh Thiện giật tích vậy thôi đúng không? Nhiều lúc làm YouTuber mới giật tích sóc xíu cho mọi người tò mò coi. Thì xong rồi cái bà vô bà ví dụ bà ngày thứ bảy với chủ nhật tuần rồi đó. Bữa thứ bảy bà điện bà nói lên Thiện là tôi rất là ấy, tôi hỗ trợ cho mẹ con cô Duyên á nè, đi cho con cổ đi chữa bệnh chứ đâu phải là cho đi làm đẹp, mà cổ lấy tiền của tôi của Mạnh Thường Quân mà trong đó có tôi 2 triệu hay là bao nhiêu đó quên mất rồi là đi bơm mặt này, mà em nhìn này đường rầy xe nữa và dấu chân chim và hai cái rãnh này giống như hai cái đường sông Hồng nó chảy, coi như là sông Cửu Long nó chảy vậy đó, mà đi làm đẹp thì nó phải căng ra chứ, bây giờ nó tân công nghệ nó tân tiến lắm. Làm đẹp ai bơm mặt làm gì, người ta bơm botox cho nó gọn mặt với ai mà bơm mặt. Người ta đi làm cho làm nó gọn với ai, cho nó thon gọn chứ ai mà đi làm giống như cái mê mà để trên mặt này giống như cái hắn trâu á vậy. Em nhìn cái mặt em còn gốm nữa chứ đừng có nói nè. Nếu em ai phụ nữ bây giờ không riêng gì phụ nữ phụ nam gì, bây giờ tất cả mọi người đàn ông đàn bà gì ai cũng muốn đi làm đẹp, ai cũng muốn đi trẻ quá chứ đâu có phải riêng em đâu mà có tiền cũng sẵn sàng làm mà đây không có mà nói on hả? Không phải, ví dụ bây giờ mình đương thời đi mình làm ăn lên làm ra đi thôi, hoặc là cái lúc mà Lê Thân Thiện mới quay á thì cũng có một vài thẩm mỹ á là nói là thôi bây giờ con chị vậy thấy chị tội quá, thôi cho chị hả em làm miễn phí cho chị. Nhưng mà bây giờ cái nút đó nếu mà mình chấp nhận á, hay là không biết là người ta thiệt hay giả, người ta lại nói nọ cái con mẹ này con đau ở ngoài đường mà còn dậy, không có dám, chủ yếu là bây giờ đi chữa bệnh cho con thôi chứ còn giờ mình đâu có còn cái gì nữa này mà mình làm đẹp để cho ai ngắm, chồng thì chết nên bằng thờ rồi, con thì cùng manh man rồi đâu có nhận lời để đi làm đâu. Mà sao nhiều người nói thì có giờ quý vị em đôi lúc á em thèm con vịt quay hoặc là thèm miếng vịt quay muốn nghe quay á, nói thiệt á nói cho nó tục quá đáng chứ, nhưng mà
thực sự nếu mà em nghĩ em ăn như vậy được, con em nó làm sao? Thuốc thang nó vì nó còn ăn còn uống nữa, nó đâu có phải giống như người ta, đâu có phải là cái người bình thường mà để biết chia sẻ tâm sự được đâu. Đôi lúc em buồn em chẳng biết tâm sự với ai. Vừa rồi á này, đúng là bệnh ít thì thành bệnh nhiều. Mấy người ngủ ngoài đường dễ bị hốt lắm á. Bà nằm bà đưa hả? Đưa hai cái chơi bằng cái bưởi lên xong rồi. Bà ngủ ngoài đường. Bà không muốn gì đây ở. Đây là quý vị xung quanh nhà của chị Duyên ở nè. Đang ưng đu đủ con á. Trời chết mẹ mất một cây rồi. Đang ưng đu đủ con á quý vị. Ngày mai là chừng 2 tháng nữa lên đây là coi như là tôi đủ ở trồng ở đâu mà thấy ương quá trời vậy. Trời. Rau của chị nó đi theo chị đây. Nó tàn tạ theo. Giờ chỗ đó không nuôi ốc nữa hả? Hồi xưa bà nuôi ốc quá trời mà. Thôi đi xuống dưới đó ở rồi. Không dọn dẹp được nữa, không có còn đủ sức đau ốm bệnh tật. Không còn đủ sức để làm nữa bà ơi. Có trai thì kêu nằm nuôi trai đi, không có trai nằm nuôi gì nuôi. Kiếm trai đi, kiếm trai trai nuôi cho. Đâu, bí đâu mày? Phải trồng bí giống thằng tiên tỷ tỷ không? Tên tên nè đó. Cái này tên tên nè. Thương quá hờ, quý vị ơi, cưng lắm quý vị. Trời ơi, thằng tiên tỷ trồng sai dữ. Ừ, mà sao thấy chị trồng không nhận độc nha. Không biết nước ở đâu bà tưới mà hay ghê. Đây này. Không, cái này cái nào cũng có trái đó. Nhưng mà không hiểu sao đó quý vị. Nó bị ấy mất của em hết luôn á. Đây nè, đọt quá trời nè, băm nè. Đó, đây này, 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 đây này, đây này, gọi vô đây này, bình định. Này, bình định, thấy không? Thấy chưa? Bà cầm em kéo ghê quá. Cái mặt hả, giống như em nhìn em thấy cái mặt của chị không? Nó y như là cái miếng thịt bò đắp lên vậy á, thịt bò thúi mà đắp lên nó chứ. Nó rảnh. Trời, uống thuốc gì mà nó sưng dữ vậy? Cái thuốc ở trong chùa. Giờ ngưng chưa? Ngưng rồi, chị uống có 2 tuần à. Uống 2 tuần là lên vậy hả? Ừ, uống 2 tuần mà bữa nay là coi như là uống hơn một, đã bị hơn 1 tháng nay rồi đó. Mà nó sưng lên mặt mày hả, ớn luôn á chứ. Còn đâu có phải là ấy, mình đâu phải là. Còn đâu ai. Em mong là em khỏe mạnh chứ em không muốn. Mong là em đau ốm trong người đâu quý vị. Đau cái gì là nó khổ cái đó, đau cái gì là nó khổ cái đó quý vị biết rồi đó. Đâu có phải ấy đâu mà sao. Thì giờ rồi rốt cuộc thì thôi thì cũng cảm ơn cổ. Người ta nói. Rồi trả tiền lại hả? Rồi lên thì cho tiền trả lại. Nên điện chuyển trả lại. Không, bà nói những từ tôi khẳng định 100% nên thì nói không có đâu cô ơi. Chị là ví dụ chị như người khác á, thì con không ai còn như chị Duyên á, thì con rất là hiểu cái tính tình của chị, ăn nói thì nó bộc một mạch, nó không được ngọt ngào như người ta. Nhưng mà chị không phải giống như là thấy cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân như vậy là nhào đầu vô rồi đem đi làm tầm bậy tầm bạ, không có. Mà con chỉ nó đau, chỉ lo cho con, chỉ sống vì con chứ không phải là cho bản thân đâu. Nếu bản thân thì thôi bây giờ chị vứt mẹ nó đi, nó đi, nó bị công an bắt như vậy thì thôi công an nó đem đi đâu thì chấn cha nó. Cho rồi đi đúng không? Nhưng đây đầu xuôi đuôi ngược vì mình hiểu con mình nó thiếu cái gì, nó mất cái gì và nó cần cái gì. Mà nhiều người nói vô. Nói khóc cho nhiều vô. Chị Huệ Dương á, bà Huệ Dương Huệ Déo gì không biết, đàn ông hay đàn bà đàn mà vô cứ nói à, chị ơi em chẳng ăn của ông của bà hay nà hả em. Nói ra những cái từ đó ấy chứ thì cả chị vô chị nói những cái từ nó khó nghe quá. Nếu mà đàn bà phụ nữ với nhau á, đáng nhẽ nè mình cùng một màu áo như vậy á, phụ nữ với nhau mình chia sẻ với nhau, an ủi động viên nhau, kích nệ tinh thần chứ. Không có ai mà muốn khổ đó. Không có ai mà muốn đung đầu hả, đưa mặt hả, cho đi ra nắng, giăng nắng nhà hả, dầm mưa, dãi nắng rồi chồng chết sớm.
nên bằng thờ kiểu đó. Con khùng khùng, chị đẻ con ra chắc chị cũng cầu mong con chị nó khùng, nó điên, đúng không? Đau ốm bệnh tật cái sao mà chị lại nói những cái từ thiệt á. Chưa bao giờ mà nghe chị nói những cái câu cho nó nghe, cho nó có một cái sự tinh thần, một cái sự tình người với nhau, chia sẻ giữa con người với con người. Bây giờ thằng Vương nó ở trọng hả? Ở trọng mấy tháng hay là như thế nào? Nhưng giờ chị thôi bây giờ cứ để như vậy đi, chứ giờ nói ra này nó ấy lắm, mệt lắm em ơi. Này kêu nè, vì cái ví dụ cái người ta bệnh á mà chia sẻ được thì nó khác. Còn cái người ta tỉnh á thì nó khác. Còn cái người ta bệnh á thì mình đâu có biết là người ta đi đến đâu được. Thôi thưa, thì cứ âm thầm đến ngày nào đó nó tốt đẹp đi, chứ còn bây giờ nói miên mệt quá rồi. Giờ mẹ con chị thiệt chỉ xin cái cầu xin sao cho sức khỏe nó bình an thôi. Riết ở dưới nó càng ngày nó càng teo, nó teo bà, nó teo bố, nó hai cái ống quyển nó teo ngắt teo ngơ, mà từ đây nó uống cái thuốc đất chó gì mà kỳ cục vậy. Có nọng nó y như là con heo nái vậy á. Đó phải đi khám. Thì bà không đi khám nữa. Ăn ngày tối cứ vô bác sĩ miết thì chán cuộc đời gì. Vậy là thôi uống cái nào nó mà xưa đây á, là vô được cái cô này, cái chị này, chị mua giùm cái thuốc này uống thì nó cũng đỡ. Uống thì nó cũng đỡ rồi đấy nè. Ăn ngày tối có tiền thuốc nè. Đây là xung quanh nhà của chị Duyên nè quý vị. Thấy đẹp không? Đẹp. Sạch sẽ không? Khu lãng mạn. Từ trên dưới là thấy không? Thấy cái cây nhĩ lông nó tốt hơn Bình Định. Đó. Hôm nay Bình Định thấy cái nền gạch, thấy nền nhà chị chưa? Đây nhà đẹp rồi quý vị nha. Đó. Đây rộng rãi thoải mái nè. Đi vác gạch về làm tự đóng gạch. Gạch đi xin hả? Người ta bỏ nó. Không, cái này là cái đá nhân tạo, nó dày lắm. Nó không phải là gạch men đâu mà nó đá nhân tạo, nó dày nhìn nè. Ô trở về xong rồi. Rồi tự làm tự cắt đây. Rồi giờ con chó mất rồi, cái xong bệnh nó thành bệnh nhiều bệnh luôn rồi. Chết luôn rồi. Làm ăn riết cái mặt một. Ở vô trong nhà thấy nó cổ không nóng lắm đâu quý vị à. Ở trên chị ấy rồi mà. Chị hả? Ở trên chị à. Quý vị biết sao nó không nóng mà là vì em mua cây về á, xong rồi em băng ốc bắt vít em bát vô 50 phân ngày này, rồi em thả bạc thêm một tấm bạc trên nữa mà. Vậy hả? Chị đi lượm mà bạc rồi chị đóng đây nè, thả cái này nữa nè, thả cái miếng đỏ đó là cái thảm đó đó lên trên nữa mà, đâu có ai đâu mà. Ở bữa nay ở dưới này thì nó rộng hơn, thì cũng cảm ơn chú chủ đất rất là nhiều. Và cũng hy vọng là chú con chú hiểu và chú thương công sức làm, chứ không phải là làm lên nhấc xe là làm cái là tắt em mới chờ mấy viên gạch tặng em mới chờ mấy bao xà bằng nằm tiền bào ruột bào gan. Ở đây vui không chị? Vui lắm. Anh chị em đoàn kết không? Đoàn trên đoàn dưới đoàn tụ. Nghèo khổ không ở cũng em tới đây sớm giờ con nghe tâm sự đi đoàn tụ ông bà. Không biết ngày nào đi đoàn tụ ông bà. Ai sợ chết chứ chị không sợ chết. Chị cầu mong chết sao. Xin Chúa cho con chết trong một cách giống như ấy, ngủ đêm sáng là xong. Tò tè tí tí tè 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 tò bà Huỳnh Thị Bích Duyên đã lên đường từ trần lúc không giờ không ai biết. Sao bà nói ghê quá bà ơi. Nói mà chết liền không ai dám nói. Mà cái người cầu xin chết, nếu mà chị chết trong mùa dịch, chị ở ngoài đường là mẹ con chị chết rồi. Thiếu khẩu trang, thiếu ăn. Trời ơi, cái bà nhà lầu xe hơi kia, bà nhìn mẹ con chị, bà chề, bà biểu ba bữa sau, bà chết, bà không giả từ mình luôn. Cái đợt Covid á. Dạ. Còn cái bà tổ trưởng á, tiền nhà nước nó hỗ trợ. Đợt đầu được 1 triệu, hai mẹ con 2 triệu thì nhận được ha. Đợt sau mỗi người 1 triệu rưỡi, cái bà lũm luôn, coi như 7 ngày sau. Alo chị Duyên ơi, nhà em 7 người, dính hết 7 người rồi, giờ chồng em chết rồi. Thôi, xin chia buồn và cũng xin chúc mừng.
không biết, em không biết nói sao luôn. Tiền công an thì nói là có ở trên trên ủy ban, trên lúc nó ủy ban hay công an quên mất rồi, người ta nói là có tiền về rồi. Dạ. Đi lên nhận, lên nhận phát về đưa tổ trưởng, hỏi tổ trưởng, tổ trưởng nói nhà nước thiếu tiền. Em đâu lãnh ngang nào đâu, mùa dịch á. Mùa dịch tại em giàu quá mà không nhận. Không, người ta nói em còn làm được, người ta không có cho. Đáng lẽ ai cũng được dịch. Ai cũng được mà. Chứ đâu có phải là riêng ngon cái người làm được với không làm được. Chỉ cho em hình như là hai lần gạo là mỗi lần 10kg sao, ông chủ trọ nhận giùm á. À đợt em còn ở ngay chỗ Gò Vấp. Dạ đúng rồi. À. Em thấy ai cũng được tiền mà em đâu được. À, quý vị thấy nhà em đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Trời ơi, nay rộng rãi quá ha. Tối có dẫn ông nào về ứ ừ không? Chưa. Tính đi tìm ông nào được. Thằng này cứ tên tối ứ ừ không à. Để thò chồng cho đàn ông nó thèm chơi vậy nè. Hôm nay được hai giường nữa, giường chị ngủ chứ chỗ đó ngủ cũng được nè. Ờ chỗ này thả ra cho ông Vương ngủ. Người bác. Trời đất ơi. Bên đây rộng đại thoải mái nè. Cơm. Ừ. Tô nét bây giờ đang tính đi. Đang tính ai cái gạch đó quý vị. Lấy cái này này. Cái ông vừa rồi ông làm á ghê không? Đàn ông làm mà gốm không? Tôi làm gì còn nhiêu đó còn để vậy? Ông làm gốm sình đó mà. Quá. Ừ, bởi làm chán dễ sợ. Còn mình chị mà son nào chén mát quá trời vậy. Người ta cho. Sáng ăn gì vậy? Trời ăn dưa cải không vậy? Vậy thôi. Chị mua nãy thấy chị mua lòng gì nó cháo ăn ngày hay gì? Miếng lòng về tính luộc. Luộc nhậu hả? Ừ, nữa. Nhậu không? Lâu lâu muốn nhậu, thèm ăn, thèm uống. Giống như thế.